Ngày 26 tháng 11, Ủy ban Y tế Quốc gia NHC Trung Quốc cho biết quốc gia này đã ghi nhận 39.791 ca mắc mới COVID-19, trong đó 3.709 ca có triệu chứng và 36.082 không có triệu chứng. Đây là ngày thứ tư liên tiếp kể từ khi dịch bệnh bùng phát, quốc gia này ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Hiện Trung Quốc đại lục có rất nhiều ổ dịch lớn và lây lan mạnh, trong đó phần lớn ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc và thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam. Trước diễn biến dịch phức tạp, nhiều thành phố của Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp để kiềm chế dịch bệnh lây lan. Tại thủ đô Bắc Kinh, các trung tâm thương mại và công viên phải đóng cửa, trong khi giới chức hối thúc người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài. Tại hội nghị quốc tế về an ninh lương thực diễn ra tại thủ đô Kiev ngày 26 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khởi động sáng kiến ngũ cốc từ Ukraine nhằm xuất khẩu ngũ cốc sang các nước dễ bị tổn thương nhất do nạn đói và hạn hán trên thế giới. Phát biểu tại hội nghị, ông Zelensky cho biết chính quyền Kiev đã huy động được ít nhất 150 triệu đô la Mỹ từ Liên minh châu Âu và hơn 20 quốc gia khác để xuất khẩu ngũ cốc sang các nước như Ethiopia, Sudan, Nam Sudan, Somalia và Yemen. Theo kế hoạch, Ukraine sẽ điều ít nhất 60 tàu từ các cảng của nước này đến các quốc gia đang đối mặt với nạn đói và hạn hán cho đến cuối mùa xuân tới. Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt để cho phép tập đoàn Chevron khai thác dầu mỏ ở Venezuela. Phát ngôn viên của tập đoàn Chevron cho biết công ty này đã nhận được giấy phép từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài OFAC cho phép sản xuất và vận chuyển dầu mỏ hoặc các sản phẩm dầu mỏ do liên doanh Chevron sản xuất và tiến hành bảo dưỡng sửa chữa cơ sở của các công ty liên doanh của Chevron. Giấy phép trên có hiệu lực trong 6 tháng, được OFAC thông qua trong bối cảnh chính phủ Venezuela và phe đối lập ở quốc gia Nam Mỹ này đã nối lại các cuộc đàm phán tại Mexico City. Theo dữ liệu của Adobe Analytics, người tiêu dùng Mỹ đã chi một số tiền kỷ lục cho mua hàng trực tuyến vào ngày Black Friday với hơn 9,12 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu mức tăng 2,3% so với năm trước. Doanh số bán hàng điện tử là động lực lớn khi tăng tới 221% so với những ngày mua sắm trung bình trong tháng 10. Trong đó, các mặt hàng như thiết bị âm thanh, đồ chơi và thiết bị tập thể dục cũng bán rất chạy, với doanh số mỗi mặt hàng tăng hơn 200% so với mức trung bình trong tháng trước. Số lượng đơn đặt hàng mua ngay, trả sau qua hình thức mua trực tuyến tăng 78% trong tuần này so với tuần trước. Mặc dù có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn do lạm phát, tuy nhiên người dân Mỹ cũng không quá đắn đo khi mua quà cho người thân trong dịp lễ hội cuối năm này. Thưa quý vị, thế giới vừa vượt mốc dân số 8 tỷ người, nhưng thực tế là dân số thế giới lại đang tăng chậm lại. Vấn đề này đặc biệt rõ ở những nước mà sự khác biệt về quan điểm sinh con thể hiện ngay ở trong một gia đình. Hàn Quốc là một ví dụ. Tuyết bắt đầu rơi ở Kiev một tuần nay. Chị Yu Yang-yi, 30 tuổi, ở thành phố Seoul, Hàn Quốc. Bà ngoại chị có 6 người con, đến mẹ chị thì chỉ có 2 con. Và đến chị thì chị không muốn có con. Vợ chồng tôi thích trẻ con lắm, nhưng sẽ phải hy sinh nếu có con. Nên vấn đề là phải chọn, và chúng tôi đã thống nhất là tập trung vào bản thân chúng tôi hơn. Hiện nay ở Hàn Quốc, nhiều người đồng quan điểm với chị Yu, chọn lối sống không có con. Cơ quan thống kê Hàn Quốc hồi tháng 9 công bố tỷ lệ sinh năm ngoái ở nước này là 0,81, tức là số con trung bình của một phụ nữ Hàn Quốc trong giai đoạn tuổi sinh nở là dưới một con. Như vậy, Hàn Quốc đã năm thứ ba liên tiếp có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Hồi còn học đại học, tôi cũng muốn sau này có con đấy. Nhưng khi đi làm, tôi thấy đồng nghiệp nữ phải tập trung nhiều cho việc chăm con. Chẳng bao giờ thấy đồng nghiệp nam về sớm vì con ốm. Tôi nhận thấy tôi sẽ không thể tập trung cho công việc nếu có con. Nhiều người trẻ Hàn Quốc nêu lý do tương lai bất chắc khiến họ không muốn có con. Tương lai bất chắc theo họ thể hiện ở thị trường việc làm ảm đạm, giá nhà cao, trong khi chi phí nuôi con lại quá cao. Phụ nữ Hàn Quốc còn nêu lý do bất bình đẳng nam nữ khiến họ phải chịu trách nhiệm chăm con nhiều hơn chồng, trong khi ở nơi làm việc lại bị phân biệt đối xử. Các chuyên gia cho rằng dân số giảm có thể gây căng thẳng cho nền kinh tế Hàn Quốc, hiện đứng hàng thứ 10 trên thế giới, bởi lực lượng lao động thì thiếu hụt, trong khi chi phí chăm sóc người cao tuổi thì tăng lên. Thưa quý vị, thời gian này, người dân thủ đô Kiev, Ukraine đang đón những đợt tuyết đầu tiên của mùa đông trong tình trạng mất điện liên tục do Nga tập kích. Cuộc sống vốn thiếu thốn lại càng thêm phần khó khăn, khiến nhiều người dân thủ đô sẵn sàng rời bỏ nhà cửa
để chuyển ra sống ở vùng ngoại ô. Tuyết bắt đầu rơi ở Kiev một tuần nay. Trong bối cảnh thành phố thường xuyên bị cắt điện đột xuất và luân phiên do hạ tầng năng lượng liên tục bị tập kích. Thống đốc vùng Kiev cảnh báo tình hình có thể trở nên rất khó khăn khi nhiệt độ đầu mùa đông có thể giảm xuống âm 10 độ C. Xung đột kéo dài cũng làm giá thuê nhà ở Kiev giảm mạnh, khiến người dân sẵn sàng chuyển ra sống ở ngoại ô thành phố để có thể sử dụng máy phát điện và đốt củi để giữ ấm. Chuyển ra ngoại ô sống thì chúng tôi có máy phát điện, và nếu mất điện, chúng tôi gần như vẫn có thể đảm bảo nguồn điện, và chúng tôi có củi để đốt lửa nấu ăn. Có thể nói rằng hiện tại chúng tôi sống ổn hơn. Do mất điện định kỳ nên thị trường cho thuê nhà ở trong thủ đô có một số thay đổi. Người dân không muốn bỏ nhiều tiền để thuê mà vô cùng bất tiện khi ở, và việc nguồn điện ổn định hay không rất quan trọng. Giá thuê cho cùng một căn nhà đã giảm gần 20% từ giữa tháng 10 đến nay, và tôi không biết giá cả sẽ xuống thế nào trong thời gian tới. Để ổn định tâm lý người dân, Tổng thống Zelensky cho biết sẽ thiết lập hàng nghìn trung tâm trên khắp Ukraine, cung cấp điện, sưởi ấm, nước, dịch vụ Internet, liên lạc điện thoại di động và thuốc men miễn phí 24/24 giờ cho người dân. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có buổi gặp gỡ với 10 cá nhân xuất sắc của Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng 2022 và 20 nữ sinh tiêu biểu của Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đây là giải thưởng do Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tôn vinh thanh thiếu niên tài năng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đồng thời tạo động lực và thúc đẩy phong trào học tập nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao về ý nghĩa của giải thưởng trong việc tạo động lực, thúc đẩy sáng kiến quan trọng trong ươm mầm, phát hiện và lan tỏa sức sáng tạo đến thế hệ trẻ. Đồng thời, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam đã góp phần xây dựng lực lượng trí thức nữ trẻ, rút ngắn khoảng cách về giới trong nghiên cứu khoa học công nghệ. Lễ trao giải thưởng chính thức sẽ được tổ chức vào tối hôm nay, 27 tháng 11 tại Hà Nội. Tính đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần đạt hơn 25,1 tỷ đô la Mỹ, bằng 95% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tuy vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch và biến động địa chính trị toàn cầu, song cũng đang dần được cải thiện. Vốn điều chỉnh tiếp tục tăng 18,9%. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 19,7 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, việc vốn điều chỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng là tín hiệu khẳng định niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam. Chính vì thế, họ đã quyết định đầu tư mở rộng dự án hiện hữu. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến dịp cao điểm đi lại Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Với hàng không, năm nay được dự báo sẽ tăng mạnh lượng hành khách ở tất cả các đường bay nội địa dịp cao điểm Tết, kéo dài từ 6 tháng 1 năm 2023 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Dù giá vé máy bay Tết năm nay tăng rất cao, tuy nhiên đến thời điểm này, lượng vé Tết bán ra của các hãng cũng đang gần hết số chỗ cung cấp. Bộ Giao thông Vận tải đang tập trung kiểm tra, giám sát giá vé Tết, cũng như dự báo nhu cầu, yêu cầu của các hãng hàng không tăng cường thêm các chuyến bay, số chỗ để phục vụ đi lại của người dân thuận lợi hơn trong dịp Tết. Theo kế hoạch dịp cao điểm Tết Nguyên Đán năm nay, ngành hàng không sẽ mở bán khoảng 6,7 triệu vé máy bay. Các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác hơn 25.600 chuyến bay. Trước thực tế nhiều chặng bay hết chỗ, ngành hàng không dự kiến tăng thêm hơn 8.000 chuyến, tương đương 32% phục vụ Tết, nhằm đạt sản lượng hơn 1.000 chuyến bay mỗi ngày và số ghế cung ứng đạt 6,7 triệu ghế. Với mức giá vé máy bay dịp Tết cao ngất ngưỡng, Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập các đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm các hãng hàng không nếu giá vé vượt quá mức trần cho phép. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận trên 314.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 115 ca đã tử vong. Hiện đang là những tháng cao điểm của mùa dịch nên tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng 4,9 lần, số ca tử vong cũng tăng 91 trường hợp. Bộ Y tế nhận định do điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho lăng quăng, mũi truyền bệnh phát triển, tốc độ đô thị hóa nhanh và sự gia tăng của việc giao lưu đi lại của người dân sau dịch Covid-19. Ngoài ra, ý thức của người dân trong chủ động phòng chống dịch chưa cao.
kết quả giám sát kiểm tra cho thấy vẫn còn phát hiện nhiều ổ bọ gậy lăng quăng trong hộ gia đình, khu dân cư. Trong khi đó, khác với các mùa dịch trước, nhiều bệnh nhân trở nặng rất nhanh. Theo các bác sĩ, nguyên nhân một phần do bệnh nhân đến viện muộn hoặc chuyển tuyến muộn.